Vậy ta phải làm sao đây? Ngươi thắng rồi. Đại hội thiên càn lần này bị làm sao vậy? Ba môn đồ của nghịch sinh môn tự dưng rút lui, hai người lấy lý do bị xét quýnh, còn một người thấy sắc thì trực tiếp chạy luôn. Dòng đầu tiên lại hai tông môn, như này chẳng phải tức là loại tiếp một tông môn nữa thì top 5 của đại hội thiên càn lần này xuất hiện rồi sao? Vậy ta bây giờ nên làm gì? Trở về nghỉ ngơi đi, đợi dòng tỷ thí tiếp theo thôi. Hai nhóm còn lại bây giờ bắt đầu. Hôm đó trên khoảng thời gian ở quận Tiên Tông xuất hiện Kim Quang thì cảm thấy kỳ quặc rồi. Thực lực của trưởng môn tân nhiệm lần này quả nhiên thâm sâu khó lường, trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì kéo cả quận Tiên Tông lên. Vô Thượng Tông, có đấu không hả? Nhìn đi đâu vậy? Đấu, ngươi đưa tay đi. Sao đột nhiên buồn ngủ vậy chứ? Linh Tiêu Tông dẫu biến thuật, lẽ nào mình đã chống nguyên thuật sao? Chiêu thuật chói âm này, đại hoàng đã luyện tới lưu quả thanh thuần, lợi dụng âm điệu đặc biệt nhanh chóng thôi miên đối thủ. Chờ sau khi đối thủ sau khi rơi vào ngủ say, thì để mặt hắn chơi đùa, xem ra thắng thua đã rõ, Vô Thượng Tông nay đã khác xưa rồi. Gây rồi, cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ ngủ mất. Chiêu này cứ tên mập, dùng để làm chuyện xấu thì tốt không gì bằng. Nhưng sử dụng quỷ thuật đối với Vô Thượng Tông thì phải cẩn thận. Vẫn đang gắng sức chống cự, bản thể đã bị trói chặt, linh thể sao có thể toàn lực xông ra? Vô dụng thôi, ta đã nghiên cứu xung âm dương của Vô Thượng Tông các ngươi, ngoài 20 thước là không túm được đối thủ, mà ta không ở trong phạm vi của các ngươi. Hắn gì mà sử dụng xung âm dương với chính mình? Như này có thể sao? Đúng như các ngươi biết, xung âm dương của Vô Thượng Tông ta sử dụng sát khí quá linh để phá hủy tinh thần lực của đối phương. Nhưng điều các ngươi không biết là xung âm dương cũng có thể sử dụng đối với bản thể. Tuy có chút hại người, nhưng có thể trong thời gian ngắn tăng cường linh thể và tinh thần lực của bản thân. Quyển thuật đối với xung âm dương thiệt là gián cờ tuyệt diệu. Tiểu bằng hữu đại hoàng, chúng ta tiếp tục chơi thôi. Ha ha ha, vừa rồi chỉ là ta thử đao, bây giờ mới là công phu thiệt sự. Sao có thể? Hắn tại sao không có chút phản ứng vậy? Nếu giống như vừa rồi, ta chắc chắn ngủ ngay. Nhưng ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể trong thời gian ngắn tăng cường tinh thần lực của mình. Ngươi cũng không nghĩ xem ta tại sao dám nói thẳng chuyện này với ngươi. Nếu ngươi không có chiêu thức mạnh hơn, ta nghĩ thắng thua đã rõ rồi. Không, thất sách, thiệt là thất sách to lớn. Sư phụ, ta xin lỗi người, đồ nhi làm cho Linh Tiêu tông mất mặt rồi. Ây da, không sao, có chuyện lớn gì đâu, chỉ vậy thôi mà. Lần này Linh Tiêu Tông muốn giữ được vị trí đứng đầu địa giai môn, nhưng ta ở trận đầu tiên thì bị loại, ta không xứng làm đệ tử của Linh Tiêu Tông đâu. Không phải chỉ là thua tỷ thí thôi sao? Đâu có nghiêm trọng như vậy. Đại hoàng, lần này thua tỷ thí đều tại ngươi khinh địch. Ngươi thường nói ngươi tướng mạo chất phác sẽ khiến người khác xem nhẹ ngươi, đây là ưu thế của ngươi, nhưng ngươi đâu có nhận thức rõ mình chứ. Sư tỷ, ta biết sai rồi. Khóc cái gì mà khóc chứ? Ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Mau đứng dậy đi, các tông khác nhìn thấy sẽ chỉ chê cười chúng ta mà thôi. Dạ, ta không khóc nữa. So với đệ tử của Ẩn Tiên Tông mà ngươi tỷ thí thì như nào? Quá yếu. Ca ca, huynh sao vậy? Không có gì. Đại hội thiên càn lần này xảy ra điều không ngờ, còn không biết ngày hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì vào vòng tỷ thí thứ hai không? Chúng ta tuyệt đối không thể lơ là được. Hey, ca ca, chỉ thở dài cũng không nói nguyên nhân, kêu ta làm sao yên tâm được đây? Vừa rồi ta đi qua Lưu Ly Tông, Thiên Ngọc còn không thèm nhìn thẳng ta. Xem ra là hoàn toàn chết tâm với ta rồi. Sao vậy mùi mùi? Xong rồi, tức giận rồi. Liễu Như Thị, huynh đừng quên mục đích của chúng ta.
Đại hội Thiên Càn liên quan tới dinh nhục của Linh Tiêu Tông. Chuyện này không cần ta nhắc nhở huynh thêm nữa chứ? Ừ. Ta ra ngoài hít thở đây. Như thế à, không phải sư thúc nói ngươi đâu. Ngươi rốt cuộc có biết nhìn sắc mặt của người khác không? Ước bạch mặt đen như than, ngươi còn kích thích giới hạn của nó để ăn mắng hả? Chúng ta không phải đã lọt vào vòng trong hay sao? Ước bạch có hơi căng thẳng quá rồi đó. Lọt vào vòng trong thì sao? Huynh có thể bảo đảm sẽ thắng được Ngô Tứ Phong không? Chấn thiên lôi kỳ lạ đó của hắn, ta thấy bản thân hắn cũng không biết đánh đi đâu, thì phòng như nào chứ? Trước đó có đệ tử nhìn thấy quẩn tiên trong kim quang tỏa bốn phía, trưởng môn mới này không đơn giản. Ta đi tìm Ước Bạch đây. Muội chờ ta với. Điều là ta không tốt, muội đừng giận nữa có được không? Ta bảo đảm vòng thứ hai sẽ dốc toàn lực đặt tâm tư vào trong đại hội thiên càn. Ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không một dạ hai lòng. Nếu vòng thứ hai người huynh gặp phải là Song Thiên Ngọc, huynh liệu có gì chuyện tư mà bỏ việc công, cố ý để cô ấy cúp tiên cơ không? Công ra công, tư ra tư, ta thiệt sự có thể phân rõ. Ca ca, huynh đừng quên, là ai đã cứu chúng ta từ trong địa ngục, là ai truyền dạy mọi điều, là ai nuôi dưỡng chúng ta trưởng thành như phụ thân. Nếu không thể bảo vệ được vị trí đứng đầu của Linh Khê Tông, chính là bất trung bất nghĩa bất hiếu, sẽ khiến sư phụ đau lòng. Ta đương nhiên biết rồi. Lời nói tới đây thôi, hy vọng huynh hiểu thấu đáo ha. Đêm nay phải tìm sư phụ hỏi cho rõ, nếu không cứ sức chưa bừa như này, sớm muộn gì sẽ gây ra chuyện lớn mà thôi. Tiểu ca ca, thân sắc vội vàng là muốn đi làm gì vậy? Là cô sao? Ta sao? Ngươi biết ta hả? Đương nhiên, lam niệm của nghịch sinh môn, mọi người đều biết. Đợt, suýt nữa quên mất thân phận của mình rồi. Còn giả bộ sao? Giả bộ gì? Diễn cái gì? Ta đích thân hạ quy ương kết cho ngươi, ngươi coi là vật trang trí hay sao? Phải như này, ngươi hài lòng rồi chứ? Đi theo ta. Đi đâu vậy? Lam Niệm, cô ta là muốn đi làm gì? Hình như là đi theo ai đó. Yêu nữ tà giáo nhất định lại muốn hại người khác rồi. Lam Niệm, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta muốn làm gì tối hôm đó không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta không thể, ta không thích cô. Ngươi không thích ta là chuyện rất bình thường. Chúng ta mới chỉ gặp vài lần, không nói tới tình nghĩa sâu nặng gì. Nếu đạo lý cô đã hiểu, vậy còn quấn lấy ta làm cái gì nữa? Không quấn lấy ngươi thì làm sao bồi dưỡng tình cảm cơ được chứ? Đừng phá nữa, mau buông tay ra, ta còn có việc nữa. Ta không buông, ngươi không cho chút ngọt, ta hôm nay sẽ không buông đâu. Thời gian của Ngọc Lộ Hoàng sắp hết rồi, ta không thể biến trở lại ở đây được. Nếu bị người khác nhìn thấy thì gây to. Nơi này ít bóng người, biến trở lại thì biến trở lại đi, sợ cái gì? Gương mặt này của ngươi là thiệt hay giả? Cảm giác sợ giờ không tồi, chỉ có điều là hơi xấu. Cô còn như này nữa thì ta sẽ quýnh chết cô đó. Ta vẫn là thích gương mặt nguyên bản của ngươi hơn. Nếu ngươi muốn đánh ta thì đã quýnh từ lâu rồi, còn chờ tới bây giờ sao? Ta là hoàn toàn hết cách với cô sao? Nếu không thì sao? Làm gì mà sợ eo của người ta vậy? Nhanh như vậy thì đã nghĩ thông rồi sao? Người dây dưa với Lam Niệm ở trên núi ngày hôm đó là Ngô Tứ Phong sao? Không được, mình phải tới Quẩn Tiên Tông một chuyến thôi. Người thân là trưởng môn của Quẩn Tiên Tông mà lại ở nơi này sao? Đương nhiên, nghịch sinh môn của chúng ta rất giàu. Chỗ ở của trưởng sinh nghịch môn rất xa hoa sao? Nghịch sinh môn của các cô tùy tiện bảo quyền, cô không sợ bị truy cứu trách nhiệm sao? Không sợ bị đuổi khỏi sư môn sao? Ngươi thiệt sự cho rằng trưởng môn muốn gia nhập địa giai môn sao? Nghịch sinh môn, một đại tà giáo nổi tiếng, gia nhập địa giai môn, ngươi nói có buồn cười hay không? Cô sao lại ngồi trên giường của ta vậy?
cô lại muốn làm gì nữa đây? Tối qua không có ngủ ngon, ngươi để ta ngủ một lát đi. Bồn ngủ thì về chỗ cô nên về, nếu bị người khác nhìn thấy, bọn họ suy nghĩ thế nào về ta đây? Ta không sợ bọn họ suy nghĩ linh tinh. Tin đồn của chúng ta truyền ra cũng bớt cho những cô nương trong sáng đó nhớ thương ngươi. Ta rốt cuộc phải làm gì cô mới không thích ta nữa? Có. Cô nương mời nói. Khi ngươi thích ta thì ta sẽ không thích ngươi nữa. Tại hạ liệu ước bạch của Linh Tiêu Tông, đặc biệt tới bái kiến trưởng môn Trân Nhiệm. Trưởng môn hôm nay cùng với đại sư bá, nhị sư bá đi tham gia đại hội thiên càn, còn chưa trở về nữa. Vậy tại hạ có thể vào trong chờ không? Đương nhiên được, mời cô nương. Hôm nay ở trong hội trưởng không nhìn thấy trưởng môn của Quảng Tiên Tông, hắn đi làm gì rồi? Nơi này là phòng tiếp khách, cô đừng ở đây nghỉ ngơi là được. Nếu trưởng môn và sư bá, sư phụ trở về, ta sẽ bảo bọn họ tới đây gặp cô nương. Đa tạ. Quận Tiên Tông những năm này thiết nghị sống vô cùng khó khăn. Nếu Ngọc Thanh Chân Nhân không bế quan thì sẽ là một cảnh tượng khác rồi. Liễu cô nương, thiệt sự là cô sao? Cô là người hôm đó bị cô trưởng môn. Liễu cô nương tới bây giờ vẫn hiểu lầm trưởng môn thúc tổ sao? Xin lỗi. Liễu cô nương, hôm nay tới có chuyện gì sao? Ta tới tìm Ngô Tứ Phong. Cô lại tìm Tứ Phong sư ca sao? Phải, chính là hắn. Ồ, ta biết rồi. Tứ Phong sư ca vẻ ngoài quả thiệt là một bậc nhân tài, cũng khó trách. Không không, không phải như những gì cô nghĩ đâu. Ta tìm hắn có chút chuyện, cô có thể dẫn ta đi gặp hắn được không? Đương nhiên được. Có điều ta luôn ở trong phòng luyện đan, trong lò luyện đan thay cho trưởng môn thúc tổ. Không biết bọn họ về chưa, ta dẫn cô tới chỗ ở Tứ Phong sư ca xem trước nha. Làm phiền rồi. Chuyện nhỏ thôi. Sư huynh đệ chúng ta đều ở trong viện này. Chính là bên đó. Tiểu Linh sư tỷ đã trở về rồi, đoán chắc Tứ Phong sư ca cũng ở trong phòng luôn. Tứ Phong sư ca, ta vào đây. Tứ Phong sư ca. Chuyện này là sao chứ? Hai người... Ai? Hai người làm cái gì? Chuyện này là sao? Tứ Phong sư ca sao lại bị thương vậy? Tiêu rồi, bị người của Linh Tiêu Tông nhìn thấy rồi. Là Lam Niệm, nhất định là cô ta. Hả? Cô nói cái gì? Ta tận mắt nhìn thấy là Lam Niệm của nghịch sinh môn đã hại Ngô Tứ Phong. Là thiệt sao? Thiết nghĩ là Lam Niệm dùng sắc dục mê hoặc Ngô Tứ Phong, sau đó quánh hắn bị trọng thương. Lam Niệm chắc còn chưa đi xa, tại hạ cáo từ trước, xem thử có thể tìm được cô ta không. Liễu cô nương chắc sẽ không nói dối nhỉ? Lời lẽ chắc như đinh đóng cột này của cô ấy chắc sẽ không giả đâu. Chỉ là Tứ Phong sư ca bị thương tối qua, Liễu Ước Bạch tối qua cũng ở hiện trường sao? Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chuyện này có hơi phức tạp. Chờ sau khi sư bá, sư phụ trở về thì nói chuyện Lam Niệm đánh bị thương Tứ Phong cho bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Sao vẻ mặt của ai cũng như ăn cứt vậy? Chắc chắn lại có người ở sau lưng lén chửi ta. Cô định ở đây bao lâu nữa vậy? Đợi tới ngày ngươi thích ta. Ta không thích nữ nhân. Thì ra ngươi thích nam nhân hả? Ta không phải có ý này. Ta không có hứng thú với nữ nhân. Cô vẫn là tìm người khác đi, chúng ta không thích hợp đâu. Nếu như vậy thì sao? Chiêu này ta miễn dịch, cô đừng tốn công vô ích nữa. Trưởng môn thúc tổ, có chuyện cần thương nghị, người ở trong phòng nhỉ? Cô yên trong phòng đừng ra ngoài cho ta. Ta ra ngoài làm chút chuyện. Vậy ngươi đi sớm về sớm, khi về thuận tiện mang ít đồ ăn cho ta. Nếu không ta sẽ ăn ngươi đó. Còn con người cô thiệt là có bệnh sao? Cô đối với người khác cũng như vậy sao? Ngươi để ý sao? Trưởng môn thúc tổ, ngươi có ở trong phòng không?
tới ngay đây. Ta đi rồi sẽ về thôi. Có chuyện gì? Chuyện này không thể coi thường. Người theo ta tới sảnh nghị sự đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Sao vẻ mặt của ai cũng giống như ăn cướp vậy? Là chuyện gì? Từ từ, Tiểu Ninh các ngươi nói. Không lâu trước đó, Liễu Ức Bạch, Liễu tiểu thư của Linh Tiêu Tông tới viếng thăm, nói với ta và Tư Tư, Tứ Phong là bị Lam Điểm của Nghịch Sinh Môn làm bị thương. Liễu tiểu thư nói cô ấy tận mắt nhìn thấy. Không, không phải. Liễu Ức Bạch tận mắt nhìn thấy Lam Điểm đánh bị thương Tứ Phong sao? Hình như là nói như vậy, đúng chứ Tiểu Ninh? Cô ấy nói Lam Điểm hại Ngô Tứ Phong. Chúng ta chắc không có hiểu sai ý gì. Ồ, ta biết rồi. Ngô Tứ Phong mà Liễu Ức Bạch nhìn thấy chính là ta. Trưởng môn thúc tổ, ngươi đây là có ý gì? Hả? Lúc đó, ta dội trở về trong môn. Lam Niệm nhận ra ta, sau đó cứ quấn lấy ta. Sợ rằng vào lúc đó, bị Liễu Ức Bạch nhìn thấy rồi. Ngươi đã dùng Ngọc Lỗ Hoàng, cô ta làm sao nhận ra ngươi? Đúng vậy, cô ta nói đã hạ một chú ấn nguyên ưng kết gì đó cho ta. Cô ta có thể cảm nhận được khí tức của ta luôn. Nguyên ưng kết hả? Trưởng môn thúc tổ, đệ tử đối với những gì người phải chịu đức tế làm tiếc, thậm chí đau xót vô cùng. Hả? Sao vậy? Người sao có thể để cô ta hạ nguyên ưng kết với người chứ? Xong rồi, trưởng môn thúc tổ, người đợi đoạn tử tiệt tôn đi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.